Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô nho thân gỗ tứ quý nha. Thì bên trung tâm cây giống có rất là nhiều loại cây giống trồng kinh tế nè, cây độc lạ này ha. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô nho. Cũng có nhiều anh chị yêu cầu quay lô nho thân gỗ tứ quý đang cho trái nha. Ly sẽ chọn những cái cây đang cho trái sẵn thì Ly sẽ quay lên giới thiệu cho cô chú anh chị này chúng ta thích trồng nho thân gỗ cây độc lạ thì chúng ta cũng có thể tham khảo ha. Cây đầu tiên Ly chia sẻ là cây mã số 20 nha bà con, mã số 20, 1.100.000 trên một cây miễn ship nha. Đó, cây đang sẵn trái luôn, trái nó khá là to đây nha. Đó, trái nó khá là to. Nếu như cô chú anh chị mà nuôi dưỡng á, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trái á, thì một trái có thể là to hơn cái ngón chân cái của chúng ta luôn. Thân gỗ tứ quý thì ăn nó chua chua ngọt ngọt nha bà con, nó sẽ ra trái màu đen. Đây, trái to này ha, trái to trái nhỏ. Rồi cái bên thì nó có chùm hoa. Đây, chùm hoa đây. Rồi ở dưới đây có trái xanh xanh nhỏ nhỏ nữa nè. Rồi có hoa nữa nè. Nho thân gỗ tứ quý hầu như là quý bà con chúng ta nuôi dưỡng á, thì nó sẽ ra trái 4 mùa. Tức là chúng ta nuôi dưỡng hết cái đợt trái này nè, chúng ta ăn xong cái đợt trái to nè, là nó sẽ tới cái đợt trái tiếp theo rồi hoa nó nở á. Hầu như là nó có hoa có trái trên cây liên tục như vậy á. Chúng ta nuôi ngoài nắng thì trái nó sẽ sai hơn. Còn cây trước màn hình quý bà con chúng ta là mã số 20 nha, 1.100.000 trên một cây. Chiều cao của cây là cao hơn 1,5 m. Cây mã số 20, chiều cao của cây thì cao hơn 1,5 m. Dáng tàn cũng khá là đẹp đây. Rồi tới cái cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 21, 1.100.000 trên một cây. Cây này tàn nhiều hơn nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy ông Ly quay xa xa cho quý bà con chúng ta dễ nhìn nha. Tàn tán cũng rất là đẹp đây hả bà con. Nho thân gỗ thì chúng ta lựa những cái cây tàn nhiều giống như vậy, nhánh nhiều giống như vậy thì sau này trái nó mới nhiều được. Tại vì trái nó sẽ ra ở trong cái thân chính, những cái cành chính á, nó không có ra ngoài lá ngoài đọt gì hết, nên chúng ta lựa cái thân nó nhiều, cái tàn nó nhiều thì sau này trái trên cây nó mới nhiều được. Cây này thì nó mới có hoa nè, nó nhóm nhóm những cái hoa. Đó. Cho trái 2 mùa rồi nha bà con, ăn rất là nhiều đợt rồi. Rồi, đây, trái ở dưới gốc đây. Ở đây là một cái chùm hoa. Còn bên đây nó có một chùm trái đây nè. Đó, một chùm trái đây ha. Trái này trái nhỏ nha, nó chưa tuộn thành trái to. Từ khi ra hoa đến khi mà nó tuộn thành trái á, tầm khoảng là 7 ngày đến 10 ngày. Còn khi mà cái trái nó nhỏ mà nó tuộn thành cỡ ngón tay út á, thì nó cũng phải tầm khoảng 7 ngày nữa ha. Đó, từ khi ra hoa đến khi thu hoạch thì tầm khoảng đâu đó 1 tháng thôi. Nó rất là nhanh, nó nhanh hơn những loại cây giống khác rất là nhiều nha bà con. Rồi, cái này là nho thân gỗ tứ quý nè. Cây số 21, 1.100.000 trên một cây. Chiều cao cũng cao khoảng là 1,5 m nha bà con. Cây tàn tán rất là nhiều, gốc to đây ha. Cây được nuôi dưỡng lại hết rồi, thuần rồi, thuần trậu rồi. Rồi tới cái cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 23. Mã số 23, 1.100.000 trên một cây. Bao ship. Cây hoa đây. Hoa trái đây. Hầu như là cây nào cũng có hoa cũng có trái hết nha bà con. Có những cái cây mà nó tượng thành trái to, và có những cái cây nó tượng thành trái nhỏ, và có những cái cây nó đang ra hoa. Cây này thì một cốt đi lên đó, cao khoảng 1,5 m, tàn tán nhiều, tàn xòe đẹp ha. 1.100.000 một cây, đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta luôn. Cô chú anh chị nào chúng ta đến trung tâm cây giống lấy thì là 1.000.000 trên một cây ha, là không có ship á. Đến trung tâm cây giống lấy cây giống thì là 1.000.000 một cây. Còn ship gửi tận nhà cho quý bà con chúng ta là 1.100.000 một cây ha. Rồi, cây này là cây mã số 23. Đó, mã số 23. Rồi tới cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 24. Vẫn là 1.100.000 luôn nha, bao ship, nho thân gỗ tứ quý. Đó, hoa đây ha. Trái nè. À, bên này ngoài sao có nữa nè, nó nhú nhú hoa tiếp theo nữa nè. À, quý bà con chúng ta thấy rõ không ạ, nó nhú hoa ra nè. À, mã số 24 nha, 1.100.000 trên một cây. Thất thân lên cao nè. Nho thì trồng cũng rất là độc lạ nha bà con. Rồi tới cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 25, vẫn là 1.100.000 trên một cây. Nho thân gỗ tứ quý. Cây này thì nó tượng thành trái, có những cái trái mà nó chín rồi nè.
đó, nó chín nó đang thui như vậy ạ. À, cái chín nè, cái nhỏ ha, rồi có hoa nữa nè, rồi nó sẽ truyền tới dưới. Đó, quý bà con chúng ta thấy ha. Mã số 25, 1.100.000 trên một cây. Cái mã số 25 nha. Rồi, tới cây tiếp theo nữa. Cây tiếp theo là cây mã số 28, 1.100.000 trên một cây. Cây này tàn cũng rất là đẹp ha bà con, thoát thân lên cũng cao nè. 1.100.000 trên một cây. Mã số 28 nha, miễn ship ha bà con. Là đã bao gồm phí vận chuyển cho quý bà con chúng ta luôn rồi nha. Rồi, tới mã số 29, 1.100.000 trên một cây, vẫn là bao ship luôn nha. Cây này thoát thân lên hơi ngắn, rồi nó sẽ chia tàn ra. Chia tàn ra hai nhánh nè. Đó, có trái con đây ha bà con, trái đây. Hoa đây, cây này hoa cũng rất là nhiều đây. Mã số 29 nha. Ui, trái đây. Đó, trái nhỏ nhỏ ha. Lựa những cây có hoa có trái quay cho quý bà con chúng ta nha. Rút ngắn được thời gian nuôi cây con ha. Thì bên trung tâm cây giống có cây con nữa nha. Cây nhỏ thì tầm khoảng 100 nè, 150, 200, 300 tùy theo cái độ cao của cây và tùy theo cái gốc của cây nữa nha. Rồi, tới cái cây số 30. Đó, cây số mã 30 đây ha bà con. 1.100.000 trên một cây. Cây nó cũng đang cho trái chín nha. Đâu rồi? Cây nó đang cho trái chín. Trái chín. Đây, trái chín này ha. Quá trời mùi rồi. Cây này thì chắc nó rụng quá bà con. Trái này chắc ship cho quý bà con chúng ta này nó sẽ bị rụng, nó chín mùi lắm rồi. Ở dưới nó có hoa nữa nè. Vừa có trái vừa có hoa luôn nha. Lô này là lô nho thân gỗ tứ quý nha. Rồi tới cái cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 27. Đây, mã số 27. 1.100.000 trên một cây, cây cũng đang hoa sẵn trái luôn. Dáng cũng khá là đẹp, nho thân gỗ tứ quý nha. Nho thân gỗ tứ quý hiện tại cũng rất là hút hàng nha bà con. Hàng này là hàng nhập khẩu nha. Rồi, bên trung tâm cây giống vẫn còn là những cái lô nho thân gỗ 12 vụ nữa nè. Ly xả soạn ra sẵn hết rồi. Chuẩn bị quay cái video sau. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng nho thân gỗ 12 vụ thì cứ việc đăng ký kênh. Để bên trung tâm cây giống quay những cái video tiếp theo á thì quý bà con chúng ta sẽ nhận được liền, sẽ lựa những cây giống đẹp nhất luôn ha. Đây, giống như cây trước màn hình là nho thân gỗ 12 vụ nè, mã số 23, 850.000 một cây, bao ship, cây đang hoa luôn nha. Có rất là nhiều loại cây giống luôn nha bà con. Giống như trước màn hình đây là nơi những anh chị đang đóng hàng nè. Cây nho trước màn hình là cây nho thân gỗ tứ quý 300.000 một cây, rồi có cây 200.000 một cây. Đó, vân vân ha. Cây này cũng có khách chọn rồi nè. Đó, đóng hàng cây giống rất là nhiều luôn nha. Một ngày thì bên trung tâm cây giống đi tầm khoảng là vài chục đơn, 70 đơn, 80 đơn. Có ngày khách đặt nhiều, hàng gấp thì Ly sẽ đóng là tầm khoảng là 100 đơn. Cây giống thôi nha, chưa tính được cái đơn phân bón nữa nha. Giống như là những cái xô mà nuôi trái nè, xô mắt da băng, nuôi cái mít, thích cái mít đây ha. Rồi có những cái xô gieo ra rễ. Ai biết bà con chúng ta thấy không? Những cái fan lớn người ta sẽ xài là dòng xô giống như vậy. Đó, rất là nhiều xô. Rồi có dừa nữa nè. Những kiện hàng đóng rồi, đóng sẵn hết rồi. Mấy anh đóng hàng rất là chắc chắn, quý bà con chúng ta cứ an tâm nha. Mua hàng có trung tâm cây giống được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha bà con. Cách đóng hàng thì rất là kỹ, nên quý bà con chúng ta cứ an tâm. À, còn đây là các bạn cây giống đạt chuẩn đi, điểm nhân rộng mô hình ha. Thì Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha bà con. Còn nơi đây là nơi dân phòng đây. Dân phòng rồi. À, có những cái bạn sinh viên trực tại chỗ luôn. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta đến trung tâm cây giống thì sẽ gặp những cái bạn này ha. Đây. Hàng cây giống đây. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.